Rạng sáng nay ngày 1 tháng 8, Công an quận Liên Chiểu tham gia cùng Công an thành phố dẫn đoàn công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh lên đỉnh đèo Hải Vân. Đây là chuyến cuối cùng của những đoàn người xuyên Việt về quê. Vào lúc 4 giờ 40 phút, lực lượng Công an thành phố và quận Liên Chiểu đã dẫn đoàn gồm 363 xe mô tô, gồm 712 người đến chốt tại Quang Bửu. Do hành trình dài nên tất cả công dân trong đoàn đều mệt mỏi. Khi dừng chân nghỉ tại đây, các tình nguyện viên trong và ngoài địa phương quận Liên Chiểu đã chuẩn bị nước uống, thức ăn để những công dân này dùng hoặc có thể lấy mang đi. Sau khi nghỉ ngơi, đoàn người dưới sự dẫn đường của Công an thành phố và quận Liên Chiểu tiếp tục di chuyển lên đỉnh đèo Hải Vân. Khu vực đoàn dừng chân được ngành y tế phun khử khuẩn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Khoảng 6 giờ, đoàn người đã lên đến đỉnh đèo Hải Vân, nghỉ ngơi lấy lại sức và được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục dẫn đường qua địa phận trên hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh trở về nhà.